Năm nay mà em không thấy được mặt của con Cúc nha là em quậy banh cái nóc nhà này lên. Lúc mà không biết mà Cúc gái tôi về rồi. Cho cậu dợt mặt cái Cúc ơi. Cho cậu coi cái mặt này coi. Cho cậu coi cái mặt coi. Vậy thì sao con được cái mặt nó đây? Ê mày cho con coi cái mặt đi, cậu đem vô luôn đi. Cho cậu coi cái mặt đi Cúc ơi. Con thấy được mặt của con Cúc là tôi không cam tâm. Con không hiểu nữa. Tự nhiên gần Tết cái tự nhiên ôm đóng nợ làm sao? Để tôi ráng tôi kiếm tiền tôi trả nợ. Thôi cậu khùng quá. Bây giờ là mình phải đi kiếm thiệt nhiều tiền cho dì hai mày đón một cái Tết sung túc. Cậu Út sao lâu quá không ghé bán dưa chai cho em. Bà tập tành cho ông giả lộ chi vậy? Ông giả lộ là gì tiền? Để dì hai thấy rằng là bản thân cậu đã phải hy sinh như thế nào để có được số tiền. Hay tôi sẽ không bao giờ xài những đồng tiền không sạch sẽ này. Quần áo thì xốc xếp, tóc tai thì rủ rượi. Cậu đẩy chị á giống như là bằng cả cái tâm và cái tầm. Thì á, câu đầu tiên là muốn hốt nắm đậu á, trải đậu mở cửa mã cho anh kìa. Giờ tôi hỏi mọi người một câu nha. Mỗi khi Tết tới, mọi người cũng bị áp lực khi mà phải kiếm thật nhiều tiền cho gia đình đó. Má biết chứ, má có trông mong gì cậu Út con đâu. Biết chưa có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà. Kiếm tiền á thì con với anh Bảo kiếm là được rồi. Biết là không có nhiều tiền nhưng mà cũng đủ lo cho nhà mình mấy cái Tết mà má. Chưa bao giờ dì hai thấy cậu Út của con nó tuyệt vọng đến như vậy. Mình có phải là đàn ông không vậy? Cứ cái tính như vậy đó rồi bao giờ mới giải quyết được chuyện lớn. Tết nhất tới nơi rồi sao không ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi? Người ta nhìn vào không thấy nhục hả? Đúng là vì tiền, con người ta có thể làm tất cả. Nhưng khi nằm xuống rồi thì có mang theo được gì đâu. Cậu, cậu cưới mợ thôi đi, cấn nở. Cậu. Nguyên xin cho bà Dưa Long. Cậu thả ra nha. Không nhưng mà cặp thì tôi thấy xứng đạo con kép nha. Cá mẹ một đứa. Ngày xưa mà lúc mà nó té xong mà tôi đứng trên bờ tôi khóc quá trời. Giảm giá mạnh, 185 chứ còn 190. Cái đó là giảm nhận thức cơ mà. Cái nồi mà hết là cái nồi gì? Đi thi có phải đi đẻ đâu mà đòi liền liền được. Bây giờ mình phải ra ngoài lấy số. Mình ngọc tới số thì mình đi thôi. Tết nhất rồi còn đầu năm hai mà rảnh hàng đó ba. Người ta nói là người ta là gà còn xong. Ướt xong rồi mới gọi đi. Cậu Út, cậu có